gì em cho tao thao hấp hột này à. Mới đầu video em xin chào các anh chị và các bạn, các em, các cháu nha. Em chúc các anh chị một ngày mới vui vẻ và an lành. Mến chúc cả nhà nha. Đây là tàu thao hấp hột. Con gái mua vé cho coi bóng rổ. Này có show bóng rổ. Ờ, Justin Bieber má trai nó cũng xem đó. Phu hả? Ủa chị phu hồ? Ờ phu hồ chị mất. Là cái hồi phạt tôi đó hả? Đó nặng hay là phạt tôi vậy? Bạc Kinh là phạt ủ đó nha. Bắc Kinh thế hả? Mừng thấy à. Em đang quay đây là tao thao hấp hột. Hôm nay tao thao hấp hột có tổ chức show đánh bóng rổ.
Em đang đi bộ quay hơi lắc chút xíu. Các anh chị, các bạn, các em, các cháu xem thông cảm nha.